Vegeta là một trong những nhân vật được yêu thích trong Dragon Ball. Hôm nay NVD chân Dung sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cuộc đời, tính cách của nhân vật này nhé. Vegeta là nhân vật được xây dựng rất thú vị. Xuất phát điểm là phản diện, sau đó là một phản anh hùng nhưng rồi cũng có lúc. Hành động của anh ấy không khác gì các anh hùng vĩ đại. Vegeta hay còn gọi là Kadik Anh là hoàng tử của người Saiyan. Cha là King Vegeta, vợ là Bulma, em trai là Tabo, con trai là Trunks con gái Bula, đệ tử Kia B. Anh lớn hơn Goku khoảng 4 đến 5 tuổi, vì khi Goku còn trong lồng ấp, thì Vegeta đã được gửi đi đánh chiếm các hành tinh nhỏ. Ngay từ khi sinh ra anh đã là một chiến binh cấp cao của người Saiyan. Sức mạnh của anh lúc nhỏ đã lớn hơn cả của cha mình là King Vegeta. King Vegeta lúc đó lực chiến vào khoảng 10.000 điểm. Vegeta được hâm mộ bởi ngoại hình lạnh lùng, nội tâm ấm áp và cả tính tình thú vị. Tuy nhiên, trong quá khứ, để đạt được mục đích của mình, hoàng tử người Sai Gian cũng không ngần ngại thực hiện vô số thủ đoạn như lừa Frieza và đồng bọn của hắn, lừa Goku chiến đấu với đội trưởng Jin để hắn cướp ngọc rồng trên hành tinh Nam Mách. Mở đầu cho những khoảnh khắc cái ác lên ngôi cũng là khởi đầu cho sự xuất hiện của Vegeta, ngay khi xuất hiện trên trái đất cùng Nappa. Bộ đôi này đã không ngần ngại san bằng cả một thành phố. Điều này không chỉ chứng minh cái ác của một nhân vật phản diện, mà còn khẳng định thêm sự cao ngạo và coi thường các giống loài khác của Vegeta và một chi tiết nữa khẳng định sự tàn ác của Vegeta thời bấy giờ, là sẵn sàng tiêu diệt đồng minh của mình một cách dứt khoát, không hề do dự khi Nappa không thể đáp ứng yêu cầu đánh bại Goku. Trong khoảnh khắc ấy, không chỉ Nappa, ngay cả Goku hay Gohan, Krillin cũng bất ngờ trước quyết định đột một ấy. Khi vẫn được xây dựng như một ác nhân tàn bạo, Vegeta không hề có lòng thương xót với đối thủ, dù đó là trẻ con hay người trưởng thành ít nhất hai lần Vegeta thẳng tay đánh đập Gohan. Lúc ấy chỉ là một đứa bé. Lần đầu tiên là ở trên trái đất, còn lần kế tiếp thì ở Nam Mek có thể nói Vegeta từng sẵn sàng làm mọi việc để đạt được mục đích. Bên cạnh đó, trong thời gian ở hành tinh Nam Mek, Vegeta được biết đến là hung thủ của hàng chục, hàng trăm cái chết khác nhau, dù là tay chân của Frieza hay là những dân thường Nam Mek, cũng không thoát khỏi sự tàn bạo của hoàng tử Saiyan. Đỉnh điểm, không chỉ hạ sát kẻ thù, Vegeta còn sẵn sàng giết hại những người dân Namek vô tội chỉ vì mục tiêu Ngọc Rồng. Nếu trong tương lai không có Bulma, không hiểu Vegeta sẽ còn đi về đâu với tính khí bạo tàn của mình. Thay đổi khi ở cạnh Bulma, có lẽ từ sau trận chiến với Frieza, Vegeta đã thay đổi khá nhiều, khi không còn hành xử nhẫn tâm, máu lạnh như trước nữa. Dù vậy, khi đứng trước cảnh tượng Goku hóa thân thành Super Saiyan, Vegeta vẫn có những đố kỵ nhất định. Và ngay đầu Cell Game Saga, Vegeta đã có cơ hội xả giận khi Android 19 xuất hiện còn Goku đang có những vấn đề về sức khỏe. Hoàng tử Saiyan ngay lập tức nắm bắt cơ hội và hành hạ Android 19 không thương tiếc. Cuối cùng phần thắng đã thuộc về chiến binh Saiyan còn Android 19 bị tiêu diệt chỉ trong phút chốc. Tính cách của Vegeta, Vegeta khá là lạnh lùng dù trong cách ăn nói hay cách thức làm việc. Đặc biệt hơn, niềm kiêu hãnh cũng như lòng tự trọng của anh chàng cũng chính là một điểm nổi bật nhất. Vegeta là nhân vật thú vị. Nếu độc giả biết đến Goku dưới hình ảnh anh hùng của chính nghĩa, một chính nhân quân tử sẵn sàng đưa đậu thần hồi sức cho tử địch thì Vegeta lại rất khác. Anh mang trong mình nhiều màu sắc hơn. Khi là phản diện, hoàng tử Saiyan cũng là kẻ cùng hung cực ác, không từ thủ đoạn để đạt mục đích. Sau khi có những chuyển biến lớn, để xuất hiện như một nhân vật phản anh hùng, Vegeta vẫn giữ được những nét tính cách quyết liệt, không nhân nhượng, nhưng đâu đó, chúng ta vẫn nhìn thấy tình người bên trong cách hành xử của anh ấy đặc biệt là những phút giây Vegeta được ở cạnh Bulma hay chăng? Sức mạnh của Vegeta và các dạng biến hình của anh. 1. Vegeta không biến hình nhưng vẫn mạnh mẽ. Ngay cả khi không có những màn biến hình hoành tráng, khi đến trái đất, Vegeta dễ dàng áp đảo Goku ở trạng thái Kaioken. Lúc này sức mạnh của anh khoảng 18.000 điểm. 2 dạng khỉ đột Ozaru như những người Saiyan gian khác. Vegeta có thể biến thành dạng khỉ đột Saiyan gian khi nhìn vào mặt trăng hoặc những hành tinh có ánh sáng tương tự với điều kiện là anh phải còn đuôi. Dạng này giúp sức mạnh anh tăng gấp 10 lần, từ 18.000 đơn vị sức mạnh thành 180.000, xuất hiện lần đầu trong Saiyan gian saga khi chiến đấu với Goku. Trái ngược với Goku hay Gohan, anh đã được đào tạo để có thể kiểm soát được trạng thái khỉ đột này mà tâm trí không bị mất kiểm soát anh rau có thể tự tạo ra một mặt trăng giả trong trường hợp cần thiết. Khi đến với Nam Mek Saga thì sức mạnh của anh rau đã lên đến 24.000 điểm. Dễ dàng đánh bại tên thuộc hạ của Frieza là Cui chỉ với 18.000 điểm. Sau đó là hai tên Dodosia và Jabon. Sức mạnh hai tên này lần lượt là 22.000 điểm và 23.000 điểm anh rau dễ dàng đánh bại hai tên này. Nhưng cho đến khi tên Rabon thấy sức mạnh của anh rau mạnh hơn mình hắn đã biến hình để tăng sức mạnh lên đến 28.000 điểm thì anh rau mới bị đập cho ra bã. Nhờ khả năng ghen cai của người sai gian mà sức mạnh sau khi hồi phục của anh rau lên được 30.000 điểm, đủ để bán hành cho tên Jabon. Sau đó anh tiếp tục được búc bẩn sức mạnh lên 25.000 khi đấu với dạng đầu của Frieza. Anh rau khi biết bí mật tiềm ẩn của người sai gian, thì anh đã nhờ đậu thần Sen Dư và cậu bé ốc tiêu đen đê chữ trị cho. Sức mạnh tăng vọt lên 2 triệu điểm, nhưng vẫn không nhằm nhò gì so với 100 triệu điểm ở dạng cuối của Frieza. Sau khi Namek Saga kết thúc, anh đã được hồi sinh và lao đầu vào tập luyện trong phòng trọng lực. Lúc này sức mạnh của anh đã lên đến 3 triệu 700 nghìn. Chuẩn bị cho sự kiện Android Saga xảy ra vào 3 năm sau. Anh đã tập luyện không ngừng nghỉ. Để không bị lép vế cho Goku và một tên sai dân lạ mặt nào đó đã giết cha con Frieza, lúc này sức mạnh của anh đã lên đến 5 triệu điểm ở dạng thường khi hóa siêu sai gian sức mạnh của anh lên đến 250 triệu, đủ để bán hành cho Android số 19 chỉ với 85 triệu điểm. Thế nhưng sức mạnh của anh chưa là gì khi đối đầu với Android số 18 với 275 triệu điểm. Sau khi trở ra từ căn phòng tinh thần thời gian, sức mạnh của anh lúc này đã là 500 triệu điểm. Khi biến đổi thành Super Saiyan Great 2 sức mạnh của Vegeta được đẩy lên 750 triệu điểm, vượt xa hoàn toàn so với xeo bán hoàn hảo một kẻ đang có 570 triệu điểm quá tự tin với sức mạnh của mình. Anh Rau đã cho Cell có cơ hội hấp thụ Android số 18, trở thành Cell hoàn hảo với 980 triệu sức mạnh. Anh Rau đã bị Cell bán hành ngập mồm. Trận chiến cuối cùng với Cell sức mạnh của anh lúc này lên đến 2 tỷ 200 triệu, nhưng với từng đó sức mạnh chưa ăn nhầm gì so với một Cell hoàn hảo với 4 tỷ 500 triệu. Ngay cả đám Cell con với 2 tỷ 400 triệu đã đủ bán hành cho anh rồi. Tuy nhiên anh vẫn là người trụ lại cuối cùng, góp phần không nhỏ giúp Gohan đánh bại Cell. 7 năm trôi qua sức mạnh của anh đã đạt được 85 triệu điểm ở dạng thường, khi anh trở thành Majin Vegeta sức mạnh là 100 triệu điểm. Khi anh hóa Super Saiyan sức mạnh của anh là 5 tỷ điểm. Sau đó anh đã chiến đấu với Goku cả hai cùng hóa lên Super Saiyan 2, sức mạnh là 10 tỷ điểm. Trong Dragon Ball Super sức mạnh của anh ở dạng thường là 120 triệu điểm, khi hóa Super Saiyan 2 sức mạnh của anh đã lên 12 tỷ điểm. Khi mèo gầy bi rất đụng đến vợ anh anh đã hết sức tức giận anh hóa Super Saiyan 2 sức mạnh lên đến 36 tỷ điểm hơn cả Super Saiyan 3 của Goku và khi được tập luyện với thiên sứ Whis trên hành tinh của mèo gầy. Do hấp thụ được Ki thần, anh đã có một trạng thái mới được gọi là Super Saiyan God Super Saiyan hay còn gọi là Super Saiyan Blue. Khi đánh nhau với con thần lằn vàng khe Frieza ở trạng thái Blue của anh đã đạt được sức mạnh không tưởng, đó là 7.700 tỷ điểm bỏ qua giải đấu với vũ trụ 6 vì khi đó sức mạnh của anh không thay đổi là bao. Đến với Goku Black Saga, sức mạnh của anh khi đấu với huấn hoa hồng thì sức mạnh của anh lên cực hạn là 8.000 tỷ. Còn Black Goku phiên bản huấn hoa hồng lên đến 7.500 tỷ. Nhưng càng đánh thẳng huấn hoa hồng càng mạnh, sức mạnh của hắn tăng lên 9.000 tỷ. Thất bại anh giao tập luyện trong căn phòng tinh thần thời gian, sức mạnh của anh đã lên đến 10.000 tỷ. Trong trạng thái Blue, Đến với giải đấu đa vũ trụ, khi đánh nhau với Topo thần hủy diệt tương lai của vũ trụ 11, sức mạnh của anh ở trạng thái Evolution là khoảng 17.000 tỷ. Đây cũng là trạng thái độc quyền của anh. Dragon Ball Heroes Anh đạt được 5 cấp độ Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan 4, Super Saiyan 4 Limit Breaker. Trong bộ Dragon Ball Hero, anh còn có trạng thái Super Saiyan Blue Evil Horror. Vegeta có được khi bị Teles chuyển năng lượng ác quỷ của Phu bằng sức mạnh ý chí, anh đã làm chủ được nó và chuyển thành Super Saiyan Blue dạng mới. Kết thúc giải đấu đa vũ trụ, khi đối đầu với phù thủy Moro kẻ ăn hành tinh sức mạnh của anh ở trạng thái Evolution là 20.000 tỷ lên mắc là 23.000 tỷ. Đến với Akadola anh đã được chính mèo gầy chỉ dạy cho, anh đã đạt được một trạng thái mới tinh. Là Unchego ở trạng thái này anh càng nhận sát thương thì càng mạnh mẽ. Trạng thái này giúp Vegeta có thể mạnh ngang Goku bản năng vô cực, cho phép anh sử dụng quyền năng của thần hủy diệt. Ngoài ra, ở bộ ngoại truyện Dragon Ball GT thì mình không đề cập đến. Vừa rồi chúng ta cùng tìm hiểu về tiểu sử tính cách con người, sức mạnh của nhân vật Vegeta trong Dragon Ball. Liệu Vegeta có trở thành thần hủy diệt đời tiếp theo của vũ trụ 7, hoặc một vũ trụ nào khác được không? Các bạn hãy cho ý kiến và thảo luận bên dưới nhé. Đến đây anh em yêu quý mình thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh nhé. Bye bye anh em.